Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Đá Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Company of Hero tiếp nào. Rồi, thì hồi chiều này mình có chơi một tập rồi, nhưng mà mình không thỏa mãn lắm. Tại vì lực hồi chiều này là mình thử dùng cái lực lượng của tướng Watermodel. Cho nên là cái lực lượng đó nó chuyên về thủ, và hình như là nó còn nó sẽ không được dùng những cái loại xe tăng hạng nặng các bạn. Mà bây giờ chúng ta muốn chơi theo kiểu kia thì để coi nào, mình nghĩ là cái map này nó không phù hợp lắm. Tại nãy mình mới chơi xong, mình nghĩ là mình vẫn thích cái map mà mình hay chơi hơn. Đó chính là cái map này đi, nó hợp với cách chơi của mình. Rồi, cho là giảm cái này, vẫn chơi kiểu này cho nó ít quân, chứ chơi kiểu kia đông quá chơi không nổi. Rồi đây, để standard là không cần kia, để tránh con game nó đẩy tốc độ game bị đẩy đi nhanh quá mình không đáp ứng được. Rồi, tắt cái này, mình sẽ đóng quân ở vị trí số 6 đi. Rồi xong, hai bên là đều dùng cái này nha. Rồi đây của Mỹ số 1 và số 3 đi giống hồi chiều, nhưng mà lần này mình dùng lực lượng khác, tức là mình sử dụng lực lượng bích kích luôn nha, đúng cái tinh thần của cái mod này, chứ mình sẽ không sử dụng cái lực lượng của tướng Watermodel nữa, tức là mình sẽ cầm quân của tướng Guardian luôn á, chứ không phải là cái lực lượng chi phòng thủ của tướng Watermodel. Không biết là cái lực lượng này thì nó có cái gì khác biệt so với lại bản gốc này ta. Hy vọng là nó sẽ có đủ nhà, chứ như hồi chiều này mình chơi là tướng Watermodel là sẽ không có cái nhà xe tăng đời cuối, tức là ông này chỉ có xe tăng hạng trung và hạng nhẹ thôi, không có lực lượng xe tăng hạng nặng của Đức các bạn. Mà đa phần là ông ấy sẽ có pháo. Rồi ok, bây giờ xây nhà lên thử ra tính. Cái này được không ta? À cũng cái này tống đạn à, hơi kệ, xây cái này nhanh phá cầu lẹ luôn. Rồi bích kích nào. À, có vẻ như khá cái bản gốc nó mở rộng ra thêm thôi. Và bây giờ à đúng rồi, chính xác giờ mình mới có này nè, đấy mình nói mà. Rồi ok, giờ thì phải dùng lính khác chứ đâu có dùng lính này được. Rồi đây mua lính này ra tạ xài tạm đi, cái bản này nó cũng chả có nâng cấp gì. Đây rồi, sau đó là mình sẽ phá cầu, chứ đâu có lực đâu mà giữ hết tất cả. Hồi chiều này là đồng đội mình nó đánh cũng khá là ok, nhưng mà nếu mà vậy thì bên này nó không, thằng này nó xây được mỗi cái này, đúng rồi, tại bích kích là chuyên về tấn công mà, nó đâu có mấy công trình phòng thủ nhiều đâu. Rồi để xem nào. Ồ khá nhiều vũ khí đó nha. Rồi ok, ông này là có à, ông này làm được cái đê cát thôi, không có làm được cái công sự. Khoan đã, lên chiếm cái điểm này nào cho này nó đi phá cầu nhanh. À mà cũng không có đạn để phá. Rồi thôi vậy chiếm điểm này cho lẹ. Rồi đây gọi thêm bắn tỉa ra đi, có gì bắn phụ. Không có cả cái rào chống tăng nha các bạn, cái này rất nguy hiểm chứ không phải đùa đâu. Tại kiểu đó có nghĩa là mình phải dốc hết sức ra mình đánh cho nhanh đấy. Rồi ok bạn, mình đánh đi chiếm điểm thì kệ nó, mình với ưu tiên mình chiếm cái này thôi. Nên cái này ban đầu chưa cần lắm, mình chỉ mình cần mấy cái này mình nối lãnh thổ của mình lại đã, lấy tài nguyên rồi luôn đủ thứ, đừng có tham quá. Rồi, ok. Rồi để coi nào, đào cái này nhanh lên. Rồi, ok. Quay lại đây. I'm ready for the hunt. Acknowledge. Position. Rồi, tốt. Giờ chưa có gì xài lính này đỡ. Mình thủ đường này thôi, cho đồng đội mình nó thủ mấy bên kia. Rồi lát nữa mình lôi xe tăng rồi ra, mình cho nó yểm hộ, mình mới phá cái cầu được. Rồi, ok. Đi chiếm cái điểm này giùm cái. Ionia.
ta, ta lấy thêm đạn nè. Này xuống đây luôn đi. Yes, Commander. Oh, có cối nha, nguy hiểm. Rồi đây, ok xuống đây nhanh xuống đây. Rồi đây, ok xuống nhanh. Không kịp làm thêm với công sự nữa rồi. Cũng may là nó không phải liều mạng xông lên như là bên bản Firewall các bạn. Rồi từ đó nào. Rồi thanh niên này đi lên. Rồi đây một cái loco, một cái công sự nữa ở đây. Này xuống ngay. Thủ đi, một thằng đi chiếm điểm, một thằng rồi ok thủ được rồi. Nâng bắn cái này thì không cần cái này. Họ cái lấy cái này ngon hơn. Cái này từ từ để tính. Rồi để coi nào, đủ hết rồi đúng không? Đủ hết rồi, qua đây nha. Không, qua đây. Rồi đây lấy cái súng ra, súng máy đâu, lấy ra nhanh. Lo là thủ ở cái điểm này không, cái cầu kia mình không phá được. Cũng may là ở đây mình có cái lô cốt này. Nó lên ẩu rồi, nó ăn đạn liền. Con cây này để phòng không mà đâu có đùa được. Rồi lôi. Đây, lên đây, rồi đảm bảo chỗ này đủ chỗ phòng thủ đi là tính. Bắn nhiều cũng vô nghĩa. Ra nó chiếm được điểm đó là mình nguy nha, tại cái điểm đó là điểm nó mà sợ sợ. Mình với đồng đội không kết nối được với nhau là mình mệt đó nha. Chỗ này lại cần cứu của nó nữa chứ không phải đùa đâu. Rồi đây. Ra giật súng của nó cũng được mà. Đây thêm súng máy nữa. Hai. Đây lên đây giật súng của nó nhanh. Đây. Để mình gọi một đội tướng khác ra cũng được. Đây. Lên đây lấy cái súng này nhanh. Đã đội này quanh về đây. Đội này quanh về đây luôn. Rồi đây cái này nâng cấp được thì ok. Rồi ba cái súng máy nó bắn một lúc đừng hỏi tại sao.
súng qua bên nó mà bắn. Ây chà, ê ê, quả này đau nha. Đây đây đây, để xuống xuống, để xuống xuống nhanh. Thôi chứ vậy nó gọi xe tăng ra rồi. Trời. Phá cái cầu mà sao khó quá. Rồi đây đây rồi đó, đúng rồi đúng rồi, đó đây đây cho nước ở đây nè. Ê không được rồi, chạy lên giật súng ngay. Gọi đội kỹ sư khác là xây nhà vậy. Coi nào. Cái này là nâng cấp giáp hả? Từ đã, lấy cái này đi. Rồi đây. Lấy súng mà bắn. Giật súng mà bắn. Đứng trên cầu bắn là hơi sai sắc nha. Con có bắn rồi. Đây, giờ cũng bắn được. Chắc bị hóc đạn hay đang nạp đạn gì đó rồi. Rồi, phải xây cái nhà này xong mới được. Ok, bên này xây hao rồi. Bốn gì nữa đó nha. Rồi, đây. Giỏi cối vô nhà nó. Qua dám qua rồi, đánh lực lên đây, tự nhiên qua nhà tôi đứng làm cái gì? Nó tự nhiên nó qua nhà mà nó đứng, mình không biết là nó muốn cái gì luôn á. Rồi, ok. Đây lên phá cái cầu giùm tôi. Rồi đây tiếp tục nhỏ cối nó. Chạy chạy chạy. Kiểu này là phải đặt súng ở đây rồi, dù là tốn nhưng phải đặt. Đây. Giả cối xuống đây nhanh. Cố lên nào, cố lên nào. Đã có xuống lẹ. Chết cả bọn bây giờ. Rồi xong, lui. Hai. Rồi, ok. Coi đây có cái gì nào. Ồ, con này mình chưa thấy nha. Hình như là nó ra chung với một đội này thôi hay sao, mình chả rõ nữa. Đây, đấy. Mình hỗ trợ tốt cho đồng đội mình. Rồi, đấy. Nó chơi bộ đồng minh, nó chơi cái gì quá. Đổi lại cái trạng thái này mới được. Rồi, xong, sửa chữa được rồi. Nâng cấp tới gì bây giờ? Cùng passport hả? Biết cái gì đó, nâng cấp lại nó cho nâng cái gì đó. Ok. Rồi mình đang đánh lớn cái này với xe tăng cái đồ luôn. Mình cũng đang dùng cái này thôi. Cho mình gọi cái gì ra nào. Con này cũng được. Cái đó là cái gì? Lên đây trước đi. Dạ nó có hỗ trợ rồi mới xông lên được. Đấy. Có cái ụ súng máy lên đây rồi mới đi thân được. Mò xuống đây là ăn đạn ngay đấy. Rồi được, từ tính. Bát được qua hả? Bát hay cái gì cũng vậy thôi. Ok. Rồi bạn mình nó đem cối tới nó bắn phụ rồi, hay quá.
lên đây nó bắn. Rồi đây, ok, lên đặt main nhanh. Cái này là dự đoán nó đổ à. Rồi đây, chắc là hay. Đấy, chỉ cần vậy thôi, đặt được cái main là ok, không cần phải làm gì nhiều hết. Trời ơi. Cối xuống nào. Rồi ghe lại, ghe lại. Ây chà, cho cái xe liền. Ô, bắn mà rút rinh luôn rồi, biết ghê rồi đấy. Ô trời ơi, bắn hơi đau rồi nha. Quất tiếp nào. Quất con sơ được, con sơ mạnh đất. Cái này không phải dặn dừa đâu. Mọi một con lên nữa nào. Hay hay hay. Hay, cối đâu, giả nó cho anh. Rồi một thằng kỹ sư khác lên. Đem cái gì lên bây giờ. Cái này là lính này người ta chưa cần. Mình không biết gì cả, thành ra mình nâng cấp nó hơi lung tung xíu, các bạn thông cảm. Đây gọi thử một thằng chống tăng này, coi thằng này, à này nó vác bài trend nên chứ không có gì đặc biệt. Mình có một con này rồi là hay, để gọi một con này ra xe tăng đấu tăng mới được, chứ mình về cơ bản như là xe cơ giới thôi. Phá cái cầu mà khổ quá. Rồi đây. Coi nó bắn đã thế. Xe tăng nó thấy mình lui đó, nó lui luôn. Con này nó bắn pháo 37 rồi đó. Dữ trời. Đây, lên phá. Không tiếc. Bắn quá mà rung cái xe của đối phương luôn, phải đùa đâu. Không sao. Hai. Ok. Làm sao cứ bắn từ từ cũng được. Không gấp. Chỉ cần phá được cái cầu này là coi như chúng ta thành công các bạn. Nó tự nó di chuyển. Đứng lại. Đây là phải nâng cấp lên mới có hả? Đây là chúng ta có pháo rồi nè. Ok, có thêm xe, có đồ rồi đấy. Rồi, yeah. Rồi, xong. Rồi, giờ anh em mình qua đây. Qua đây đã là tính. Cối này cho nó núp ở đây cũng được. Cái xe này núp ở đây có gì cũng chống tăng. Đứng trong công sự là bắn cái này như thế thứ nhất vậy. Mình thấy có cái bắn cái thứ nhất luôn mà mình cài không được, các bạn không cảm nhé. Rồi đây, sẽ tăng lên đây trước, chứ lên kia trong đội mình nó đánh cái gì, đánh móc đường này cũng được. Cái này xây lên chắc khó. Rồi đồng đội mình nó xây hết rồi phải không? Rồi, ok, tại cái chỗ này xây hơi nguy hiểm. Không biết là nó có bị phá hay không hay xây đi. Cũng không tiếc gì mấy. Nếu mà nó thực sự có giá trị mà anh xây cái này trước đi. Xây cái này tiếp nó mới cho nâng lên cái cuối cùng các bạn. Rồi. Đây, load cái này lên. Nổ cho nó mạnh. Rồi đây, kiểu con bắn đạn phát nổ hết rồi. Không, chống tăng thì không chuyên nhưng mà cái này thì chắc chắn là chuyên. Rồi đây, giả cối cho nó mấy phát. Đây, qua cái này luôn. Chắc là để cho cái nhà xe tăng đấy. Rồi chắc giờ cần cái hàng chính xác rồi đó nè. Có nó mới thấy đường bắn. Cối
coi này là coi 81 chứ không phải coi 60 nữa. Thảo nào nó bắn xu quả nào nó chát quả đó. Bắn tỉa mình nó còn như nó bắn xa dễ sợ luôn á. Rồi đây. Dạ coi tiếp cho anh. Nó bắn đạn nổ kiểu này xe đối phương làm sao mà chịu cho tấu. Ở đây thì qua đây nó ít xe hơn, có con stuck 42 này nè. Rồi đây để nâng cấp cái này, cái này tự biết rồi, cái này mình cũng biết. Ở mấy con này nó chỉnh lại vị trí à. À con này hình như là nâng cấp của con này, à không, con này hình như thấy bèo hơn chứ. Con này là nó khác gì con này ta. Con này à, con này bắn hờ, con này bắn gì vậy. Rồi để coi nào, nâng cấp này lên luôn, xây nhà hết rồi đi. Rồi, cùng bắn nào. Đây, có thằng này ở đây mới làm việc được. Như mình đang dùng đạn bắt nổ rồi, cho nên là mình bắn tăng nó không hiệu quả lắm. Rồi đây, qua luôn, không sao. Từ xây xong đi là tính. Coi con gì lạ này. Lấy con này ra coi thử coi nó là cái gì. Giống bắn tên lửa quá. Đường nào để mà chạy luôn đấy. Tên lửa nó đang bắn cái ghéo ghéo này. Đối của mình tiêu chắc rồi. Mình biết là nó không chạy được, cho nên là mình không có chạy được cái tông. Bạn mình nó chơi biết chích của mình luôn. Quay cái xe được các bạn, trái máy bên này là không có gì chậm chậm đâu, nó đứng ngắt luôn, một con khói bụi mù mịt đấy. À quên, phải đổi là cái này nó mới cho sửa. Quay lại ngay.
xe mình hư rồi, khoan đã, chưa tới lúc. Ai cút cho nó bằng cái này cái đã là tính. Còn cái gì để nâng cấp nữa không ta? Có nhiều thứ ở đây để mình phải nâng cấp đó. À, mình đã đang nghỉ lui rồi. Mình phải lấy một khẩu pháo qua cho thằng bạn mình thôi. Đây, lấy một khẩu pháo qua đi. Căn cứ thằng này banh nữa các bạn. Ờ, không bỏ điểm này thế à. Rồi vậy mình lại phải lên đây mình đặt súng tay cho thằng bạn mình rồi. Ra đây ông, lên đây em, đặt súng máy đây, khổ quá. Mình chơi thủ quen các bạn, chơi công mình không có quen. Rồi, ok. Đứng yên đó, nâng cấp đạn lên đã. Rồi sau đó tôi sẽ bố trí ông ở đây. Tại con pháo kia nhỏ quá rồi, giờ bắn nó không thấm lắm. Bắn con này nó chắc cú. Rồi đợi nó qua đã. Giờ mình đang tạm núp ở đây, sao xăng dầu giờ không thiếu lắm, không có gì phải cấp cả. Ồ, nó xây nhà lại lẹ thế. Ồ, bạn mà nó qua rồi. Ờ, à, hay lắm, hay lắm. Bắn. Đây. Này, forces are ready for blitzkrieg assault. Đây, còn một con không, mình có con nào ngon hơn ta? Con này phải ngon hơn như vậy. Không có đủ điểm nhân dân hả? Rồi ok, không có đủ điểm nhân sự với lộn. Forces are ready for this. Rồi, hai. Đúng rồi. Hai, banh xe tăng đó rồi các bạn. Không được súng máy rồi, mình bắn vào cái này nó cũng bắn. Đấy. Bây giờ dùng súng máy hay dùng cái này cũng chả có gì nhau là mấy. Nó gọi được con Tiger ra thì nó lại biết quá. Rồi ông đội mình nó đang đánh lên rất hiệu quả. Chạy về tới là cái lực lượng kích chích này là nó chơi theo cái kiểu này, là mình phải học cách chơi của nó mới được. Rồi đây, đặc biệt là mình phải thay cái này để hồi quân cho hồi máu cho phe mình. Thằng này có lẽ sẽ phải về để mà lấy súng lấy đồ nè. Đây có mình là nó qua là nó mệt đấy. Rồi từ từ. Tiger ra lâu đấy, nhưng mà ra rồi thì chắc là khủng lắm. Qua là ăn đạn. Đây. Còn quả nào quả này không dính thì để coi lắp cái đạn này vô coi lủng hay không. Cái gì bắn hùng hoài vậy? Báo gì của bác ơi. Trời đất ơi, vị trí để bắn này hơi xấu rồi. Không nữa. Bắt đầu mình muốn xài tới cái này rồi đấy nha. Đây, chạy. Qua đây, chắc phải qua cầu bắn mới trúng quá. Đạn văng ra nữa. Ủa cái gì vậy? Mèo thế. Mày banh đâu rút nó. Banh. Hay lắm.
Rồi đây, Tiger lên tới rồi đây. Chú đừng hỏi sao nước biển lại mặn. Rồi, dứt. Biết có trúng không? Thử đã. Chà, hơi đau đấy mà mình chịu được, không sao. Rồi, con này nó lên rồi thì hơn cả khẩu pháo các bạn. Pháo là tầm thường. Con cái Tiger ấy lên thì nó như cái lô cốt bị động luôn. Rồi, nó còn cháy nữa là anh đê xem. Rồi, giờ có xây thì con này nó cũng cán hết cũng vậy à. Tiger thì nó kinh lắm. Con này mình có phát mãi cái gì cho nó đâu nhỉ. Con này nó bắn mới là thấm rồi. Giờ xe tăng cái gì cũng được từ. Rồi thôi không đứng ở đây nữa. Rồi ok lên lên đây sửa cái này một cái. Con này nó qua đi là từ mình tính tiếp. Mình con này nhiều khi mình sợ nó chấp hết cái map thì cũng còn được. Rồi cái đó là khen con Tiger cho ghê thôi chứ mình không nghĩ nó cỡ cấp tới mức đó đâu. Nhưng mà nó cũng phải được ít nhất cũng phải vài phần giống như vậy. Đây, dứt cho một phát đạn nổ mạnh luôn đây này. Một phát thôi đã bỏ đi nguyên đám lính này. Ít nhất là mình nghĩ thế. Mà nó có bắn được không vậy? Rồi dính đó. Ủa bắn đi ông hai, sao ông bắn súng máy không vậy? Trời ơi, ai đó nó bị chắn cái thằng bật. Trời ơi. Rồi đây, Đức nó có cái chiêu này để nó lấy mấy cái đạn nè. Rồi đây. Rồi đây. Coi con này của nó bắn kinh đến mức nào. Ê, bắn cái con tăng của nó lên này. Văng ra hả? Mẫu quá mà nó kinh luôn. Mình nói rồi mà Tiger nó kinh lắm. Con này đụng Tiger chắc là cũng hay à. Thẳng nào đấy, mẫu quá của mình là nó gần đi rồi. Của mình con Tiger nữa sắp lên chưa. Rồi hay quá. Rồi đây ok, thích thì chiều Tiger đây. À, không đủ đạn hả? Không đủ đạn thì không gấp. Rồi đây. Rồi đây.
dẹp hết á. 85 tạng rồi, sợ hơi ít mình à. Đây. Mà chúng ta nghĩ là tiến liền khu này không? Bên này mình tổ chức qua khá là ngon. Đây, đớp. Trời ơi, bắn tiến quá mọi ơi. Ủa, chưa má máu, cho cơ mình hết rồi. Ôi trời ơi, con tay lên luôn. Bắn đạn rồi, nếu bắn có đạn thì luôn rồi. Mà công nhận nó cũng liền, nó xây dựng này cứ liên miên luôn chứ đùa đâu. Đây, dứt thẳng một quả vô đây cho nó bắn luôn. Chứ bắn hả? Rồi xong, lấn vô. Quýnh thẳng vô tổng bộ của nó. Coi nào kinh hơn. Tí là xong gì đâu. Đây, nhất. Đây. Bộ binh chiến xe tăng này nó càng không biết bao nhiêu lính luôn rồi đấy. Rồi đó vừa nó còn có 50 mấy điểm à. Quýnh thẳng vô đây nhanh. Để coi nào. Gọi một thằng chống tăng lên đây đi. Và một thằng súng máy nữa. Rồi để coi nào ghê. Mà nó không làm gì được mình. Rồi để coi nào, 327/68. À, phe vậy là bích kích là nó có con xe pháo bắn khá là hay và để dành đạn cho nó. Rồi thôi cũng được, tại bữa nay là mình chưa biết gì là lực lượng này mình chơi thử mà nói chung là hơi lộng cộng một tí mà nhìn chung là cũng khá thành công rồi đấy. Ở trận này đi mình tiêu diệt gần hơn phân nửa sư đoàn của đối phương. Coi như là 70% lực lượng của một sư đoàn rồi còn gì nữa. Mình mất thì có khoảng chưa tới 300 lính thì coi như là tỷ lệ của mình là 1-3. Mình là bên tấn công mà mình làm được cái điều đó là tốt rồi. Thật ra cái này là hai bên đều đang đánh là thế tấn công rồi, nói chung là mình đánh quật lại nó được vậy là hay. Em nghĩ là nó còn không làm lấy được một điểm nào của này của mình thì coi như thành công lớn rồi các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.